Mở đầu phần tin từ sáng đến tối hôm nay là thông tin về một vụ tai nạn giao thông vô cùng thương tâm xảy ra vào sáng nay 31 tháng 5 tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Một ô tô tải trong lúc lùi lại đã cuốn cả gia đình đang đi xe máy vào gầm. Vụ va chạm khiến người phụ nữ đang mang bầu bị lòi em bé trong bụng ra ngoài. Dù đã được đưa đi cấp cứu ngay lập tức, nhưng bé cùng với chị và mẹ đã không thể qua khỏi. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 31 tháng 5, một người đàn ông đi xe máy chở vợ mang bầu cùng con gái 4 tuổi trên đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, thì bị một ô tô tải đang lùi đâm trúng, cuốn cả ba vào gầm. Cú đâm khiến bé gái tử vong tại chỗ. Người vợ mang bầu tháng thứ 8 sinh con tại hiện trường rồi cũng tử vong. Em bé sinh non 33 tuần tuổi, được cấp cứu tại bệnh viện 198 nhưng đã không thể cứu sống. Vợ thì đang mang thai 35 tuần, thế sau khi ép vào thì con thai bật ra ngoài. Đấy, bật ra ngoài và con gái khoảng 3 tuổi thì cũng tử vong trong cũng ấy. Thì mẹ cũng tử vong. Thế vào đây thì lại một đám đưa vào trong tình trạng tử vong hết ạ. Rất là đau xót. Người chồng chỉ bị thương nhẹ, nhưng nỗi đau mà anh phải gánh chịu chắc chắn là quá lớn khi trong một buổi sáng mất cả vợ và hai con. Một đứa bé rất là ngoan, ngày hôm qua đi bố đi làm về muộn, nó gọi bố sao bố nghe nó cũng về muộn thế. Dù công việc rất là nhiều nhưng mà vẫn tạo điều kiện cố gắng. Mong muốn của gia đình em bây giờ thì cũng đang nhờ bên các cơ quan bên pháp luật thì đang còn xem xét điều tra, còn xử lý. Còn gia đình em thì bây giờ em rất là đau đầu, muốn càng sớm càng tốt để đưa vợ con về với quê nhà. Theo phản ánh của người dân, thời điểm đó xe tải bất ngờ dừng đột ngột nên anh Hoàng không kịp xử lý, đã lao vào gầm. Dù anh la rất lớn nhưng tài xế xe tải không nghe thấy mà tiếp tục lùi lại và cán lên người của các nạn nhân. Hiện vụ việc đang được tiếp tục chuyển sang cơ quan công an quận Bắc Từ Liêm để tiếp tục điều tra làm rõ.